Sáng ngày 16 tháng 9, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định cùng đoàn công tác đến kiểm tra tại hiện trường vụ tai nạn sập công trình ở khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định, khiến 5 người chết, 6 người bị thương vào chiều ngày 15 tháng 9. Sau khi kiểm tra tại hiện trường và lắng nghe báo cáo của ngành chức năng, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị bằng mọi giá phải quan tâm theo dõi, kịp thời hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động, cần tập trung hỗ trợ những trường hợp bị thương nặng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là trường hợp cả vợ và chồng bị tử vong, bị thương trong vụ việc. Đối với công tác điều tra, Bí thư tỉnh ủy Bình Định đề nghị lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động trên. Tỉnh ủy ban tỉnh là chỉ đạo kiên quyết, bất kỳ là ở cái khâu nào mà sai thì phải xử lý, và đủ điều kiện xử lý hình sự thì vẫn tiến hành xử lý hình sự, mà phải làm sớm, làm khẩn trương và trong thời gian sớm nhất qua cái vụ việc này chúng tôi rút ra một bài học là phải thực hiện nghiêm các cái quy định nhất là các cái khâu giám sát kiểm tra bảo đảm an toàn lao động để làm sao tránh xảy ra những cái vụ việc đáng tiếc tương tự. Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu đã phát hiện nhiều bất cập, thiếu sót trong thi công công trình nhà xưởng chế biến hải sản của công ty Savi Seafood Việt Nam, doanh nghiệp Đài Loan. Hiện trường xây dựng chưa đúng thiết kế, các dầm chưa có sự liên kết chắc chắn nhưng đã cho xây dựng tường lên cao. Đây chính là nguyên nhân xảy ra sự cố đáng tiếc trên. Ngoài ra quá trình thuê công nhân làm việc đều không có hợp đồng, bảo hiểm, bảo hộ lao động, nên khi xảy ra tai nạn rất khó để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân. Cũng theo Đại tá Nguyên, Công tác điều tra đang được đơn vị nghiệp vụ khẩn trương, sẽ sớm có kết quả để đi đến khởi tố vụ án. Cơ quan giám định xây dựng đã tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm chất lượng các yếu tố. Sau khi có kết quả mẫu giám định xây dựng, kết quả khám nghiệm hiện trường pháp y sẽ tiến đến khởi tố vụ án. Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đề cập đến trách nhiệm giám sát, kiểm tra thi công xây dựng đối với ban quản lý KKT Bình Định, đơn vị quản lý tại khu công nghiệp Nhân Hòa. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 15 tháng 9, trong lúc trời đang mưa thì một bức tường của công trình thi công nhà xưởng công ty Savici Food Việt Nam bất ngờ sập đổ, đè lên 11 công nhân đang làm việc. Hậu quả vụ tai nạn khiến cho 5 người chết, 6 người nhập viện cấp cứu.